Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, thứ Sáu ngày 27 tháng 10 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán thính giả, làm chương trình này xong, tôi và mọi người lên xe đi về Cần Thơ. Hôm qua, nước Mỹ tuyên bố sẵn sàng giúp cho Việt Nam đấu thầu về đất hiếm. Đấu thầu về đất hiếm, tại sao? Quý khán thính giả cũng đã biết Việt Nam có trữ lượng đất hiếm hàng thứ hai trên thế giới. Mỹ đánh giá Việt Nam có khoảng chừng 22 triệu tấn đất hiếm, rare earth, đứng sau Trung Quốc. Trung Quốc đã khai thác đất hiếm và trở nên giàu có nhờ đất hiếm. Nhưng Việt Nam có đất hiếm mà vì lý do Trung Quốc ở cạnh, có nhiều lý do tế nhị, chưa khai thác được đất hiếm. Trong những ngày qua, Việt Nam dự định là có những kế hoạch để khai thác đất hiếm. Dẫu vậy đã gặp những khó khăn khi mà có những người lạm dụng tình hình. Để rồi chúng ta thấy một loạt các công ty và viên chức của họ bị bắt do vấn đề làm không đúng quy trình. Làm không đúng quy trình. Cho tới giờ phút này, Việt Nam cũng chưa khai thác được đất hiếm. Chính vì lý do này nên Mỹ hôm qua mới đề nghị là giúp Việt Nam đấu thầu về vấn đề đất hiếm. Nghĩa là một công ty nước ngoài vào Việt Nam đấu thầu. Đấu thầu thì họ trúng thầu thì họ khai thác đất hiếm. Chuyện này thì chúng ta cần có sự cân nhắc. Thứ nhất, trên phương diện chính phủ, chuyện này thì tốt cho chính phủ. Chính phủ không làm gì hết nhưng mà nhận được một số tiền kếch xù. Đất hiếm là tài sản của quốc gia và công ty nước ngoài họ khai thác, họ trả tiền cho chính phủ thì chính phủ lấy tiền đó chi lại cho dân. Nhưng đến thứ hai, điều này có nên hay không? Khi mà nước Mỹ đánh giá Việt Nam chỉ khoảng chừng 22 triệu tấn đất hiếm. Nếu mà trong khi khai thác đất hiếm nhiều hơn thì công ty trúng thầu họ sẽ được lợi, chính phủ và nhân dân Việt Nam bị mất, nên cho họ đấu thầu như thế thì có thể mất đi, có thể thôi, có thể mất đi một số triệu tấn đất hiếm. Nếu mà trong lúc khai thác lại thấy rằng có thêm đất hiếm ở nơi đó. Và điều thứ ba, khi mà các công ty nước ngoài tới khai thác thì họ khoanh vùng nơi đó, họ khai thác có bao giờ trở thành một nơi mà chúng ta không kiểm soát được hay không? Trong quá khứ, nhiều người la làng lên rằng các công ty của Trung Quốc qua Việt Nam đã cắm dùi nơi đó, làm y như cái vùng đất đó là của riêng họ. Thì bây giờ có bao giờ có một cảnh tương tự, thí dụ như một công ty Mỹ vào, họ khai thác đất hiếm, họ khoanh vùng nơi đó, họ cắm dùi nơi đó thì như thế nào? Đó là vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư, ai trúng vấn đề đấu thầu lại là một chuyện nhức nhối nữa. Thí dụ như dầu Mỹ đứng ra trung gian, trúng đấu thầu lại chính là Trung Quốc nữa thì sao? Nên điều này làm cho chính phủ của Việt Nam phải nhức đầu, phải cân nhắc thiệt hại, cân nhắc ưu và khuyết điểm. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Phần tôi thì tôi nghĩ chỉ cần đợi một thời gian thôi, tôi tin rằng sẽ có một công ty của Việt Nam học cách thức khai thác đất hiếm thì để cho Việt Nam khai thác, dầu rằng chậm nhưng mà chắc, quyền lợi của đất nước được bảo đảm thì tốt hơn. Mỹ có đề nghị giúp Việt Nam đấu thầu đất hiếm. Điều đó thì xin cảm ơn lòng tốt của nước Mỹ. Nhưng mà cân nhắc trên nhiều phương diện thì tôi nghĩ rằng Việt Nam cứ từ từ mà chắc tốt hơn. Dẫu vậy,
Ở trong vị thế của chính phủ, họ nắm bắt nhiều dữ kiện. Quyết định của chính phủ là quyết định mà tôi tin tưởng. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.